Juliana? Bóp ở trong trong con xong có gì không? Rồi xem nào. Có sầu riêng nữa, thơm không? Thơm. Wow, thơm mùi sầu riêng quá. Mùi sầu riêng nè. Ừ, đúng rồi, sầu riêng với gì nữa kìa. Ngon không? Trời ơi, thèm quá à. Ngon tuyệt chú mèo. Mời các bạn ăn đi. Này, mời các bạn ăn này. Mời các bạn cùng ăn. Ôi, ngon thế nhỉ. Ăn được mấy cái à? Một cái. Ăn hết hai cái không? Ở trong đây có nhân kem. Nhân gì, nhân gì? Nhân kem. Nhân kem với sầu riêng á. Ăn nhanh như trời. Number one. Mà tiếng Anh cái màu vàng là gì nhỉ? Yellow. Yellow. Màu hồng là pink. Pink, ok, pink. Màu xanh là blue. Oh, very good. Còn màu trắng là gì? White. 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 Oh. Rồi là cái gì đây? Gọi là cái gì? What color is this? What color is this? Ôi ôi, màu trắng. Đầy miệng luôn. Thật là ngon. Hả? Thật là ngon. Thật là ngon hả? Giờ bạn có thể ăn được cái nữa không? Cá được. Ăn nữa. Rồi, vậy là trong đấy còn mấy cái nữa xem nào. Một. Đếm nữa nào. Một, hai, ba, bốn, năm. Còn năm cái. Nhưng mà vậy là tất cả có mấy cái? Là còn năm. Là còn năm. Không, tất cả có mấy cái? Chưa kể cả một cái chưa ăn nữa là có mấy cái? Sáu cái đúng không? Bây giờ ăn một cái còn mấy cái? Còn
còn 5. Đúng rồi. 5 trong tiếng Anh gọi là gì? 5. Ok, 5. Ăn nữa nha. Ồ, ăn nữa luôn hả? Dạ. Thế rồi. Là còn mấy cái? 6 cái mà ăn hết 2 cái còn mấy 1, cái ta? 2, 3, 4, còn 4 cái. 4 trong tiếng Anh gọi là gì? Okay, very good. Trời ơi, hai cái bánh luôn á. Nãy giờ ăn mà không nói cảm nghĩ thế nào à? Có mùi vị gì nào, nói xem nào. Mùi vị sữa. Sữa nè. À không, mùi vị kem giống như mùi vị sữa. Sầu riêng giống như quả sầu riêng. Quả sầu riêng này, kem, sữa. Còn cái ở ngoài giống như bánh. À, giống như bánh hả? Nhiều vị vậy hả? Anh với ba cái còn mấy cái? Ăn hết có 6 cái đúng không? Ăn hết 3 cái còn 1 cái. Còn 3 cái. Nên nè, có phải 1 2 3 đó. Thế bây giờ con có 2 cái bánh đúng không? Con cho ba một cái, vậy còn mấy cái? Bây giờ đây nè. Bây giờ con đang có 4 cái bánh này đúng không? Con cho ba một cái, vậy còn mấy cái? Còn 3 cái. Vẫn còn 4 cái. Ủa, cho bốn một cái này. Đã cho đâu? Không phải, những là dối thôi á. À, nhưng mà chưa cho thì vẫn còn. Chết rồi. Cho cái vỏ hả? Chết. Đừng có nghịch nữa. Ngon không? Cắn một miếng to với xem nào. Không cắn to được. Trời ơi, nó ăn một bát mà không no luôn hả? Con muốn một cái. Rồi, cảm ơn con. Còn ba cái. Ba cái thì con sẽ làm gì? Hả? À, ba cái con sẽ làm gì? Con để dành. Để dành cho ai không? Để dành cho mẹ. Cho mẹ. Với cho ai nữa? Với cho bố. Với cho bố đây rồi, còn cho ai nữa không? Thế rồi. Thế rồi á? Ba mẹ. Thế thôi hả? Thế con có quý ai nhất trên thế giới này? Ba mẹ. Thế hả? Bỏ ăn đi. Bố để dành cho con được không? Ngày mai con không có con ăn thì sao? Ừ. Còn có một cái mà. Còn một cái nữa hả? À không, còn hai cái mà. À không, còn có một cái mà. Sao lại còn một cái? Con nhìn thấy ba cái đó. Ba cái thì mẹ ăn hai cái thì còn có một.
Cái gì mà cho mẹ ăn nhiều như vậy? Hai cái mà nhiều cái gì? Mẹ mập lắm rồi, cho ăn một cái thôi chứ. Hả? Ba ốm yếu nè, cho ba ăn hai cái đi được không? Rồi. Thế ba không ăn, ba để dành cho con, ngày mai con ăn ha. Không. Sao vậy? Mai bố ăn cái khác cũng được. Bánh ngon này bố không lỡ ăn của con đâu. Sao, có được không? Thế là quyết định cho đấy, không đòi lại đấy. Không hối hận đấy. Có hối hận không? Không. Thế hả? Ăn được cái nữa không? Không. No quá rồi hả? Hai cái là được rồi. Này, ăn hạ ba cái, ăn ba cái này. Mấy sầu riêng nó trong cái nhân cái nào? Trời ơi, trong có kem nè. Ui ạ. Ôi ôi. Đố con nếm hết rồi á. Làm sao mà hết được à? Đâu con nhìn lên sao được? Ôi, nhìn lên sao được? Đây bà chùi cho. Nhà đi ngón đây, ngón đây. Rồi, lấy tay nếm đi. Nè. Bà chùi cho này. Bà chùi. Các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ để video như thế này hết được. Nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like và thích like cho các bạn cùng xem nhé.